phần mềm Photoshop Brush nó là một cái từ có thể là hiểu là nó là cái từ dành chung cho nhiều công cụ. Brush chính của nó thì sẽ là brush tô màu. Còn các cái brush khác có thể gọi là brush tẩy xóa hoặc là brush lịch sử. Các bạn cần tắt Việt Key đi để các bạn làm được bài này. Vì một số phím tắt nó sẽ liên quan đến cái Việt Key. Tắt caps lock để các bạn nhìn thấy kích thước đầu bút. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông để thay đổi kích thước. Các bạn sẽ ấn Shift đóng ngoặc vuông và Shift mở ngoặc vuông để thay đổi độ cứng. Ngoài cách phím tắt ra thì bạn có chuột phải. Chuột phải thì nó cung cấp cho bạn về kích thước hoặc là độ cứng theo thông số. Ngoài ra còn có góc nghiêng và độ méo nếu như bạn biết sử dụng. Ở bên dưới thì nó cho bạn một danh sách các đầu bút. Ở mỗi máy thì nó sẽ có số lượng đầu bút tùy thuộc theo cái kinh nghiệm của người sử dụng. Mặc định thì nó sẽ có khoảng độ bao nhiêu đầu bút. Các bạn có thể lấy thêm đầu bút từ các cái nguồn trên mạng hoặc các bạn bấm một bánh răng và các bạn chọn một số danh sách ở dưới này. Ở đây thì nó sẽ có khá nhiều dạng, giả sử như mình thử add thêm về Special Effect Brush là một số dạng hiệu ứng đặc biệt đây. Để các bạn ấn OK thì nó sẽ thêm vào đây và up à, quên mất, xin lỗi là append sẽ thêm vào đây. Và OK nó sẽ bỏ hết những cái đang có đi. Để giả sử như mình sẽ ấn append đi để nó thêm vào thì các bạn sẽ có thêm khoảng độ 20 cái danh sách đầu bút nữa như này. Thì ở đây mình thử thể chọn một số cái, ví dụ như là cái 69 này chẳng hạn, và mình tô thì kết quả của nó sẽ như này. Một số đầu bút thì nó lấy hai cái màu của đối tượng, hai cái màu trên dưới để nó pha nhau. Có khá nhiều dạng đầu bút. Cái sự linh động của đầu bút tạo ra đa số các cái kết quả mà có lẽ là không ai giống ai, nên là các bạn cần có kinh nghiệm dùng thật nhiều thì các bạn mới có thể sử dụng được linh hoạt các cái phần mềm Photoshop hoặc là các công cụ như Brush như này. Các bạn sẽ xử lý một số cái kỹ thuật khác gồm có tạo Brush. Để tạo Brush thì không gì khó, chỉ cần khoanh vùng chọn vào khu vực cần tạo, chọn một layer sau đó vào Edit và Define Brush. Kích thước của Brush sẽ là kích thước của khu vực mà các bạn tạo được. Giả sử như mình khoanh một vùng chọn là 4 pixel. Edit và Define Brush. Các bạn sẽ có một cái brush có kích thước là 4 pixel khi bạn chọn brush và chuột phải. Các bạn có thể thấy số 4 ở đây báo hiệu là kích thước của pixel. Vậy thì ví dụ như là 2590 đây chẳng hạn, thì sẽ là kích thước 590 pixel. Không gì khó với brush cả. Cái cần đây là các bạn cần kinh nghiệm. Có những người vẽ những cái hình rất đơn giản, chỉ cần bằng sử dụng brush. Các bạn có thể xem một số clip. Brush hoàn toàn có thể vẽ ra cả một khuôn mặt, nên là mọi thứ nó có thể vẽ được. Ứng dụng rất nhiều. Brush là một cái công cụ bắt buộc các bạn phải nhớ. Chú ý cài đặt trên bên trên này, gồm có Opacity và chế độ hòa trộn. Chế độ hòa trộn không nên động vào nếu như mình là một đứa chưa giỏi về màu sắc và cách hoạt động của chế độ hòa trộn. Giả sử như bạn có brush màu trắng để normal thì các bạn tô bình thường. Nhưng để multiply các bạn không thể tô ra màu trắng được. Đơn giản là do chế độ hòa trộn. Chúc các bạn may mắn. RGB Design, mình là Hùng.